Chồng và hai con xuất hiện trong lễ cúng thức cố nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Việt Nam. Tuy không có người thân tại Mỹ nhưng lễ cúng thức nghệ sĩ Ngọc Đáng vẫn được chuẩn bị đầy đủ và trang nghiêm. Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ trưa ngày 24 tháng 2 tại tiểu bang California, Mỹ, hưởng thọ 73 tuổi. Sự ra đi đột ngột của bà đã để lại nhiều tiếc thương cho khán giả và nghệ sĩ đồng nghiệp. Hôm nay ngày 2 tháng 3, các nghệ sĩ cải lương tại Mỹ đã tổ chức lễ cúng thức cho nghệ sĩ Ngọc Đáng tại một tỉnh xa nhỏ. Tham gia lễ cúng thức có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, vợ chồng danh ca Hương Lan, vợ chồng nghệ sĩ Hồng Loan, ca sĩ Văn Tâm, ca sĩ Trang Thanh Lan, nghệ sĩ Linh Tâm, danh ca Phương Hồng Quế. Tất cả các nghệ sĩ đều có mối quan hệ thân thiết với cố nghệ sĩ Ngọc Đáng khi còn sống và vừa mới đi show cùng nhau cách đây gần 2 tháng. Vì nghệ sĩ Ngọc Đáng ở một mình tại Mỹ, không người thân thích nên các nghệ sĩ đều đồng lòng chung tay, góp kinh phí và đứng ra lo liệu đám tang, lễ cúng thức cho bà. Nghệ sĩ Cẩm Thu cho biết cách đây khá lâu, chồng bà đã mua một khu đất ngay tặng lại để làm nơi ăn nghỉ cuối cùng của một nghệ sĩ được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến. Chúng tôi không ngờ chị Ngọc Đáng lại ra đi đột ngột, tính của chị không muốn làm phiền lòng ai, nên có bệnh thì giấu kín. Do đó chúng tôi công bố chị ra đi là do bệnh của tuổi già để tôn trọng người đã khuất, nghệ sĩ Cẩm Thu tâm sự. Nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu là người có nhiều tình cảm và gần gũi nhất với nghệ sĩ Ngọc Đáng, nên bật khóc nức nở suốt lễ cúng thức. Tuy không có người thân tại Mỹ, nhưng lễ cúng thức của nghệ sĩ Ngọc Đáng vẫn được chuẩn bị đầy đủ và trang nghiêm với sự góp mặt của các sư thầy. Các nghệ sĩ cũng ngồi dưới theo lễ, tụng kinh cho vong linh nghệ sĩ Ngọc Đáng. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền tỏ ra khá song sáo, chạy đi chạy lại lo liệu mọi việc. Điều đó cho thấy nghệ sĩ Ngọc Đáng rất được anh em nghệ sĩ đồng nghiệp yêu thương quan tâm. Tại Việt Nam, các nghệ sĩ cải lương cũng cùng nhau đến chùa làm lễ cúng thức cho nghệ sĩ Ngọc Đáng trong cùng ngày hôm nay. Lễ cúng thức cho cố nghệ sĩ ở Việt Nam cũng được làm trang nghiêm đầy đủ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn như Việt Phủ Linh, Việt Hương, Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Thỏi Mỹ. Trong lễ cúng thức còn có trình diễn cải lương. Nghệ sĩ Việt Hương nói, vì nghề của cô Ngọc Đáng là nghề hát nên anh chị em nghệ sĩ tiễn đưa cô bằng một màn múa hát cải lương, giúp cho cô ra đi vui vẻ an lành cũng như tạm biệt tri ân khán giả. Tại chùa Tường Nguyên, nghệ sĩ Thanh Long, chồng nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng cho biết, nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ Kim Tiểu Long bình tinh đã đứng ra lo chu đáo lễ tưởng niệm. Gia đình rất xúc động, một vài nghệ sĩ muốn đưa thi thể nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng về chôn cất tại quê nhà, nhưng gia đình biết là trong giai đoạn dịch bệnh, việc này rất khó do nhiều thủ tục. Hơn nữa tại Mỹ, các nghệ sĩ đồng nghiệp đã đứng ra lo liệu nơi chôn cất và tổ chức tang lễ. Gia đình rất mang ơn về điều này. Con trai thứ hai của nghệ sĩ Nguyễn Duy Hải, 51 tuổi, ngồi ở một góc phòng, mắt luôn hướng đến di ảnh của mẹ. Anh nói, tôi thấy day dứt khi không thể ở cạnh mẹ những giây phút cuối đời, cũng như tham gia tang lễ của bà tại Mỹ vì phải lo anh hai đang ốm yếu. Trước khi mất, mẹ cũng giấu kín bệnh, không cho con cái biết. Theo sĩ Hải, anh trai Nguyễn Phú Hải hiện bị ảnh hưởng thần kinh, không thể cầm bát ăn cơm hay đi lại. Anh em không muốn trở thành gánh nặng của mẹ nên từng từ chối việc được bảo lãnh sang Mỹ sống một mình nơi đất khách. Mẹ anh vẫn luôn lo lắng, đều đặn gửi tiền đồ đạc cho hai con. Anh em tôi gặp mẹ gần nhất cách đây 7 năm, khi bà về nước thăm gia đình. Quay chương trình cải lương, bà luôn dặn dò chúng tôi sống đàng hoàng tử tế, không được ăn chơi rượu chè, và mong cả hai lập gia đình để yên ổn cuộc sống, sĩ Hải cho biết. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng tới thắp hương, quỳ lại đàn chị để tỏ lòng thành kính. Nghệ sĩ Thỏi Mỹ vì quá xót thương đàn chị và phải chạy đôn chạy đáo lo liệu nhiều việc nên mệt mỏi bơ phờ, quên là mình đang cầm gối, nên vừa ôm gói vừa đi tìm Kim Tử Long để hỏi chuyện. Về nguyên nhân qua đời của nghệ sĩ Ngọc Đáng, nghệ sĩ Hồng Lan từng chia sẻ, bệnh tình của cô Ngọc Đáng được phát hiện sau một show diễn hồi trước tháng 1. Vài ngày sau cô hết bệnh, nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Bản thân cô Ngọc Đáng lại sống một mình, không người thân bên Mỹ, bạn bè người yêu thương cô rất nhiều, nhưng cô chỉ ở một mình. Thường ngày ai tới rủ cô Ngọc Đáng ăn uống thì cô đi, còn không thì cô chỉ ở nhà, lười ăn lắm, bởi vậy nên cơ thể cô không được bồi bổ sau cơn bệnh, sức khỏe ngày một yếu đi.